Điều hành doanh nghiệp trong thời đại số, người quản lý phải đứng trước sự lựa chọn mang tính bước ngoặt, nên tiếp tục phương thức điều hành truyền thống hay áp dụng công nghệ mới. Giấy tờ hành chính liên quan đến công tác quản trị, nguồn nhân lực luôn là nỗi ám ảnh thường trực đối với người quản lý. Khối lượng thông tin liên quan đến dự án, công việc ngày càng lớn, cùng với đó là những cuộc họp kéo dài. Tiến độ công việc có thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng nếu thiếu phương pháp giám sát hữu hiệu. Những con số tài chính luôn tạo ra một áp lực thực sự và khiến người quản lý phải đau đầu. Thật khó để phương pháp truyền thống có thể đưa ra lời khuyên hữu hiệu liên quan đến hoạt động doanh nghiệp. Hoạt động kinh doanh được xem là nền tảng cho thành công lâu dài. Việc nắm rõ thông tin cần thiết, thông tin khách hàng, hợp đồng, sản phẩm, doanh số từng nhân viên luôn là một nhiệm vụ khó khăn. Rõ ràng, người quản lý thực sự cần một cách thức điều hành mới giúp xử lý hiệu quả thông tin, và One Office chính là giải pháp hoàn hảo cho hoạt động doanh nghiệp thời đại mới. Phần mềm sẽ số hóa toàn bộ giấy tờ liên quan đến công tác nhân sự của doanh nghiệp như hồ sơ, hợp đồng, bảo hiểm, đơn từ, các thông tin liên quan đến tiến độ dự án như người phụ trách, thời gian hoàn thành, khối lượng hoàn thành thực tế sẽ được lưu trữ và phân tích, từ đó có thể kịp thời đưa ra những điều chỉnh phù hợp. Hệ thống cũng sẽ loại bỏ các giấy tờ không cần thiết, cung cấp số liệu thống kê rõ ràng và hỗ trợ trong việc đưa ra quyết định liên quan đến tài chính. Đặc biệt, chức năng quản lý khách hàng là công cụ hỗ trợ đắc lực giúp người quản lý nắm rõ thông tin hoạt động kinh doanh của công ty, từ đó đề xuất phương hướng chiến lược trong giai đoạn tiếp theo. Ngoài ra, phần mềm One Office còn cung cấp những tính năng nâng cao khác, tạo lịch họp, quản lý danh bạ, gửi SMS để nhắc nhở những người có liên quan, tính năng thông báo sự kiện mới và trò chuyện nhóm. Lợi thế nổi bật của phần mềm One Office chính là giao diện đơn giản và tính năng dễ sử dụng. Áp dụng những công nghệ lập trình mới nhất, phần mềm One Office có tốc độ xử lý nhanh chóng, tạo ra sự trải nghiệm thoải mái cho người dùng. Bằng việc tích hợp công cụ bảo mật hàng đầu, phần mềm One Office mang đến cho người dùng sự tin tưởng về tính an toàn cũng như khả năng bảo vệ thông tin. Được xây dựng trên nền web, người dùng có thể sử dụng phần mềm One Office mọi lúc mọi nơi. Phần mềm One Office năng suất cao, tiết kiệm chi phí, hiệu quả lâu dài, chắp cánh cho những thành công mới của doanh nghiệp trong thời đại số.